Rồi, đề bài cho như sau. Cho tam giác ABC. Tam giác ABC nè. Vuông tại A. AH là đường cao. AB, HM vuông góc với AB, HN vuông góc với AC. AB bằng 3 cm, AC bằng 4 cm. Tính các độ dài và các góc này, Lợ đã tính rồi nha. Bạn nào chưa biết tính thì comment giúp Lợ gỡ cái đường link nha các bạn. Rồi, Lợ giải quyết câu B nè. Chứng minh MN mũ 3 bằng BM nhân CN nhân BC. Thì để chứng minh cái đẳng thức này nè, thì các bạn có những cách sau đây. Thì cái dấu bằng này phân ra làm hai vế trái và vế phải. Thì cách thứ nhất đó là các bạn chứng minh vế trái, sau đó ra kết quả bằng vế phải. Cách thứ hai đó là các bạn chứng minh vế phải, ra kết quả bằng vế trái. Cách thứ ba là các bạn chứng minh hai vế này bằng nhau. Thì để giải quyết những cái bài tập liên quan về hình học và hình học thì các bạn cố gắng hãy giải vế trái bằng vế phải luôn. Thì ta có MN mũ 3 bằng BM nhân CN nhân BC. Thì thứ nhất các bạn nhìn vào MN nè, với cái đoạn AH bằng nhau, bởi vì AMHN là hình chữ nhật. Vậy ta sẽ thay MN bằng AH mũ 3 bằng BM nhân CN nhân BC. Mở ngoặc ra, lý do MN bằng AH. Được chưa? Tiếp tục, ta thấy rằng những cái hệ thức lượng trong tam giác vuông phần lớn là mũ 2, không có mũ 3. Nên để quy về mũ 2, ta sẽ làm bằng cách là ta nhân hai vế cho AH nữa. Nhân hai vế cho AH. Được chưa? Thì sẽ tương đương gì ạ? Tương đương đây là AH mũ 4, nhân phép nhân là lấy mũ cộng bằng BM nhân CN. Và các bạn tập trung vào giúp Lợ, BM với lại AH thì có phải là đường cao nè nhân với cạnh huyền bằng vuông nhân vuông. Ta có AH nhân BC bằng AB nhân AC. Đây là hệ thức lượng. Đó, đúng không ạ? Ta có gì ạ? Ta có cao nhân huyền bằng vuông nhân vuông. Vậy ta thay thằng này bằng AB nhân AC. Tương đương AH mũ 4 bằng BM. Thì ta nhìn vào BM nó sẽ liên hệ với AB. Vậy mình gãy gần AB lại. Và CN sẽ liên hệ với AC. Sau đó tiếp tục ta nhìn vào đi ạ. Ta nhìn vào BM với lại AB. BM đây. BM với lại AB thì có phải nằm trong tam giác BH A mà vuông tại H và AM là đường cao, thì vuông bình nè sẽ bằng chiếu nhân huyền. Vậy là mình có BH bình sẽ bằng BM nhân AB. Cũng tương tự thằng kia sẽ có HC bình sẽ bằng NC hoặc là CN nhân AC. Vậy ta chỉ cần thay vào. Thay thằng này bằng AH mũ 4 bằng BH bình nhân cho HC bình. Tiếp tục hành trình thì ta tách thằng này nè, thì bằng là AH tất mũ 2, tất cả mũ 2 bằng BH nhân HC tất cả bình. Thì đây là do thằng này là số dương, thằng này là số dương nên ta bỏ bình luôn. Vậy là AH bình bằng BH nhân HC. Thì ta có gì à? Vuông bình bằng chiếu nhân chiếu. Vuông bình bằng chiếu nhân chiếu. Điều này đúng. Vậy là vậy ta kết luận được cái biểu thức đầu. Được chưa? Kết luận được giúp Lợ cái biểu thức này.